Bây giờ mình xuất phát đi đến điểm tập trung của mấy anh em. Nay có chuyến đi thiện nguyện ở Đắk Nông. Rồi vô đổ xăng ra đã. Sáng sớm là nhắc là full xăng trước rồi. Kế hoạch ngày hôm nay là sau khi kết thúc công việc xong thì còn dư thời gian, anh em sẽ vào một cái khu cắm trại. Cắm trại là giao lưu với nhau đó, với lại mấy anh em mình Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk này kia, rồi xong rồi về. Rồi mọi người bắt đầu khởi hành á, vừa qua ngã tư Bình Triệu. Hôm nay đi ít xe, khoảng chừng 10 xe à. Anh em đi khoảng 10 xe à. Nên là tốc độ di chuyển sẽ khá là nhanh. Nhanh hơn những cái đoàn mà đông. Giờ đoàn tiến đến cổng chào Bình Dương và đón một anh em ở cổng xanh. Và điểm dừng chân đầu tiên sẽ là trạm dừng chân Phúc Lộc Thọ. Không biết cái cado của mình nó bị cái gì mà nó không bắt được tín hiệu của mấy anh em kìa. Anh em đang hướng về Tân Nguyên, Mỹ Phước, qua thành phố mới để lên Đồng Xoài ha. Nay anh em đi ít xe nên là đi di chuyển tốc độ nhanh. BMW được dẫn bởi Vũ Ducati. Đoàn SMS chắc cũng đi Đắk Nông hay sao á. Đoàn chuẩn bị bước chân vào thành phố Đồng Xoài ha. Đây, Vũ Ducati. Vô cây xăng đợi đồng bọn. Đường đông
đường 6 nữa. Đoàn đang tiến về cầu 38. Hôm nay đi mà có mấy đoàn luôn nên xe hơi bị đông. Mấy nhóm ở kia thì mấy chắc mấy anh em đi chơi, đi Đắk Nông chơi hay gì á. Hôm nay khả năng là bị dính mưa à. Cái trời tối sụp xuống rồi. Mưa là camping là cực lắm. Vui nhưng mà cực. Đoàn vừa đi qua cầu 38 ha. Qua cầu 38 là còn khoảng 2 cây số nữa là tới trạm dừng Phúc Lộc Thọ. Mọi người sẽ dừng ở đó và ăn sáng. Rồi đón một hai thành viên gì đó đi trễ hẹn lên đây luôn. Rồi. Đến dừng trạm dừng chân Phúc Lộc Thọ. Đến trạm dừng chân Phúc Lộc Thọ rồi ha. Hôm nay trời hơi âm u. Nghe báo ở điểm tập trung ở trên Tuy Đức là đang mưa. Nghe quay dàn xe cho mọi người xem. Bầu trời hôm nay nó như vậy nè. À, giờ anh em chuẩn bị khởi hành. Mới một trận mưa, ướt đường hết. Giờ đoàn tiếp tục khởi hành về hướng Gia Nghĩa ha. Chắc đâu đó khoảng 70-80 cây nữa tới điểm tập kết đó. Nay trời mưa. Trời chuyển mưa. Khả năng là đêm nay là cắm trại mưa đó. Đúng rồi. Mấy anh đi GF mà mấy anh cứ chơi đường 6 hoài. Mấy đi GF mà cứ chơi đường 6. Rồi đường đẹp quá. Bơm đi.
đẹp, đường quá đẹp, quá đẹp. Hưởng thụ đi, hưởng thụ đi. Xe con xuống. Rồi. Lấy dao, nghe tưởng lấy vũ khí ra cho nội. Vô chỗ trụ sở công an mà kêu lấy dao ra. Dạ anh em đứng ở đây đợi. Đợi anh em đắc lắc xuống xong rồi cùng đi vô. Hôm nay trời nó cũng hơi mát, nhưng mà đường quá xấu. May mà đi GS á. Ai mà đi sport là mấy anh em CBC, mấy anh em đi RT cũng nhất mình nhất ngoại luôn. Rồi bây giờ anh em đi xuống dưới khu vực hỗ trợ người dân làm công tác thiện nguyện á. Giờ anh em chắc rút về chỗ địa điểm cắm trại luôn, tại cái chỗ người ta mời cơm nó hơi bị xa. Mọi người quyết định là đi qua đất xong cái khu cắm trại luôn á, chứ còn chạy ngược lên trên kia giao lưu tiệc cơm với lại xã ban ngành thì hơi xa, với lại sáng đi có mấy anh em bị hư xe nên đi đường xa cũng ngại. Vòng đi vòng về hơn 100 cây nên thôi đi về điểm tập kết để cắm trại luôn. Rồi chạy theo Vũ Hoàng với ông ta. À ok. Đi theo mình luôn kìa.